mà không tắm rửa trước, họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả dạ hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chi lý về các ngươi, như lời chép rằng Dân này kính ta ngoài môi miệng Nhưng lòng chúng ở xa ta Nó sùng kính ta cách giả dối Bởi vì nó dạy những giáo lý Và những luật lệ loài người Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa Để nắm giữ tập tục loài người Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế chỉ có những gì từ con người xuất ra chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế vì từ bên trong từ tâm trí người ta xuất ra những tư tưởng xấu ngoại tình dâm ô giết người trộm cắp tham lam độc ác xảo trá lăng loàn ganh tị vu khống kiêu căng ngông cuồng tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế đó là lời Chúa kính thưa quý ông bà anh chị em lịch sử dân tộc do thái là niềm tin vào giao ước cả một cựu ước dài đã diễn tả họ là một dân tộc chuân chuyên nhưng luôn được thiên chúa che chở để đền đáp tình thương trời bể của chúa họ đã tuân giữ giáo huấn của ngài truyền dạy những gì mà mai sen nói về dân tộc này trong bài đọc một đã được thực hiện trong suốt bề dày của lịch sử có một dân tộc nào được thần minh ở gần như đức chúa thiên chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu đến người có một dân tộc nào vĩ đại được thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đã đưa ra trước mặt anh em không? Đây là niềm tự hào của mọi thế hệ con người Do Thái. Bất kỳ đi đến đâu và trong hoàn cảnh nào, người Do Thái không quên niềm tự hào, họ là dân riêng của Chúa. Thế nhưng với dòng thời gian, họ đã trở nên hư hỏng và bị cám dỗ để tôn thờ các ngẫu tượng gạt bỏ thiên chúa ra ngoài và đương nhiên họ không còn tuân giữ lề luật của chúa nữa mục đích của lề luật là hướng lòng con người lên với thiên chúa giúp họ sống hướng thiện và đi theo giáo huấn của chúa nhưng Họ lại làm dụng lệ luật theo kiểu suy bụng ta ra bụng người Và họ nghĩ điều đấy Họ xử với Thiên Chúa như vậy Họ cũng tưởng rằng Chúa cũng nhỏ nhen Chúa cũng chấp nhặt Chúa cũng thù oán Và nhất là Chúa cũng dễ nhận hối lộ Tốt lễ dễ sai Giống như ở nơi con người nghĩ như vậy Chúa Giêsu mong muốn trả lại cho nghi thức thờ phượng một ý nghĩa đích thực của nó. Hỡi bọn giả hình Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng nhưng lòng chúng thì xa tạp các thánh tông đồ đã tiếp tục điều đấy để dạy dỗ chúng ta trong lòng giáo hội nơi bài đọc hai thư của thánh jacob đã cảnh cáo nguy cơ một thứ tôn giáo giả hình ở bên ngoài thì sống đạo nhưng bên trong thì không có gì cả anh em hãy là người thực hành lời chúa chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình Lời Chúa của ngày Chủ nhật hôm nay là như vậy Là nhắc chúng ta đến với Chúa Một Thiên Chúa đi bên cạnh chúng ta Bằng một tâm tình chân thật Đừng giả dối Đừng nghĩ rằng Ngài là như con người Ngọt ngào với Ngài là đủ Trong lời cầu nguyện Nhưng đời sống thì sống khác Chính năm Thánh 2000 vị thánh giáo hoàng john phalo đề nghị đã nhân danh toàn thể giáo hội ngỏ lời xin lỗi nhân loại xin lỗi về những điều không tốt mà con cái mình là những người công giáo đã gây ra xong suốt chiều dài của lịch sử trong ý nghĩa đấy ngài bảo rằng như vậy chúng ta đã đi quá xa tin mực những kinh sĩ và người pha-ri-siêu ngày hôm nay đã đi quá xa tin mừng và chúng ta cũng vậy đã đi xa lối dẫn của tin mừng trong phúc âm nhiều lần chúa đã chỉ trích nặng lời ví những người đấy như là những mồ mả tô vôi bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy những xương tàn xác chết và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế Chỉ có những gì từ trong con người phát xuất ra Chính những thứ đấy mới làm cho chúng ta ra ô uế Những gì từ trong trái tim của chúng ta Những gì từ trong cái đầu của chúng ta nghĩ ra Nghĩ sai, nghĩ quấy, nghĩ bẩn Để rồi sẽ làm cho chúng ta không trong sạch Chúng ta nhớ sự kiện tô ông ta rửa tay cho sạch. Nhưng sau đó, ông ta quyết định dẫn đến cái chết của một người lành là Chúa Giêsu Ở đời người ta như vậy. Vì thế chúng ta cần sống theo lời Chúa, thực hành niềm tin trong sáng và đức bác ái Kitô giáo, cụ thể từ trong lòng mình thánh nữ Teresa hải đồng giê xu đã viết trong cuốn sách một tâm hồn trong lòng giáo hội làm mẹ của chúng ta con sẽ là tình yêu chúng ta cần phải là tình yêu người cha người mẹ trong gia đình là tình yêu con cái là tình yêu bạn bè là tình yêu chúng ta là con người giữa lòng xã hội Chúng ta phải là tình yêu Chúng ta cần phải có tình yêu để làm mọi sự Cần phải có một tấm lòng để sống Không lừa lọc, không giả dối Nhất là không giả nhân, giả nghĩa Không có miệng nam mô Mà lòng thì một bồ dao gầm Không có bên ngoài thơn thớt nói cười Mà trong nham hiểm giết người không gượng Điều đó thật là đúng để chúng ta cũng nói và cầu xin cho các thầy cô giáo trong đầu niên học. Khi hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng với các thầy cô cầu xin Chúa chúc lành cho năm học mới 2024-2025 bắt đầu khai giảng. Thầy cô là tình yêu cho tuổi trẻ, là ngôi sao dẫn đường cho con em chúng ta đi vào trong tương lai thầy cô là một biểu tượng cao đẹp là kỹ sư tâm hồn lời chúa ngày hôm nay dắt chúng ta đi vào trong cái thực trạng giáo dục hiện nay vẫn có một cái gì đấy bất ổn vì chỉ hình thức bên ngoài vì thiếu tình yêu giáo dục đang mang nặng tính cơ chế chạy đua theo thành tích thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa người ta cứ đi lần quần, người ta tìm một cái tốt, cái tốt hơn. Nhưng cái tốt hơn hôm nay chúng ta tìm thấy đó là trái tim chân thật, tấm lòng ngay thẳng, nguyện ước tốt đẹp và hy vọng bước vào tương lai. Thầy cô của chúng ta bị áp lực rất lặng để bảo vệ những chương trình, những nghị quyết, những thành tích cho nhà trường làm sao cho các học trò được gọi là học sinh giỏi. Đấy là một thao thức tốt. Xin giúp cho các ngài đi chọn cái nguyện ước này. Chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ cho các trường học, cho các thầy cô, cho cả con em của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các cha mẹ, các phụ huynh, các gia đình chúng ta ai cũng là người bước vào đời với một trái tim chân thành vì từ trong lòng mới có những điều tốt mà phát xuất đến đôi tay và bước chân đi trong hy vọng. Amen. Chúng ta cùng đứng lên